mấy người ngoài này. Nào, mà nói ai lên trên này, ra ở đây, ra ở đây. Đứng đây nào. Thế đi kiểu gì mà bảo ai đang ở đây mà chạy lên đấy được. Nào, đi lại xem nào. Ai đang đứng đầu ở đây nào. Có thích cho con đi học múa nhảy như thế này không? Con đi rồi, con biết đi cái gì, con dài. Con dài à? Ôi, con dài em, cháu em thích thằng cháu trai em đi lắm. Nhưng mà bố mẹ không biết nó có không mẹ, nó dẻo lắm ý. Nó uốn được chân lên trên trên đầu này. Dạ. Hàng đâu? Hàng ngang đâu? Bây giờ con chạy vào cái này. Nhảy con múa là các cháu đi con. Nhưng mà kiểu em nhét con cháu em nó vào đội văn nghệ nó không đi được. Hàng dưới chạy được, lên, hàng trên chạy xuống. Con cháu em một. Tập văn nghệ là nó ốm. Cao tay. Hàng hai ngồi đi, kiểu gì ở đâu? Hai. Ba. Bốn. Hai. Quay vào đây. Lại, quay lại, quay lại. Hất vào nhau mà bảo ăn. Hai. Rồi, đi hẳn xuống dưới cho cô, đi hẳn xuống dưới. Xong đoạn sau nào? Các chị có biết đường của chị không? Xếp hàng ngoài nào? Em nghe nói thôi nhá. Chị xếp đá ra khoảng nhỉ? Đúng hàng chưa? Rồi, thôi, đá. Rồi. Thì chị nhận cao nhiệt đi ra hai vòng tròn hàng hàng dọc đúng không? Đi qua nhau đúng không? Hai, ba, giơ tay lên, đi qua nhau. Con ở trên. Con ở trên hay ở dưới? Một mà kiểu chị độc nhất vô nhị đúng không? Có một chị hiểu của cô ai là đi chuyên. Có những biệt mù mà nó phải biệt biên đạo nói mình ừ. Chị ý biên đạo giỏi không? Còn được cái chương trình lớn đúng không? Dựng chương trình. Ôi nhưng mà sao các chị lại kiểu quen biết nhau? Nó là như chị. Thế là nhưng mà phải nghe nó. Mình... Bây giờ tất cả nghe cô nói này. Bây giờ không làm vòng như thế nữa. Vì các bạn không làm được. Nhà chị là có nhận đòi đúng không? Đổ nhá. Con đổ sang bên. Hay là có anh trai học nhạc viên con nói lần cuối. Con. Bố mẹ. Hàng này tay gì? Hàng này tay gì? Con Lý. Ai đổ sai tay của chị? Vâng họ Lý. Ai? Thấy tức là các chị cũng đều bên nghệ thuật. Thế anh nói thế thôi. Anh trai chị là anh chị ạ. Chị trả giỏi lắm, học về bên đá. Bên nghệ thuật, văn tuổi chị. Là 81. Ngọc là Ngọc 90. Không, chị Ngọc 91. Có đi chuyên gia mua nhanh.